Vâng, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nha. Hôm nay thì bên shop lại bày biện rất là đẹp luôn các bác nha. Đó, để lên hàng gửi tới các bác. Đó. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng các bác kiểm tra cùng với ship cho em. Và các bác cũng cân nhắc trước khi mua hàng tránh cái việc là không nhận hàng nhé. Đơn hàng thì vẫn là từ 200k trở lên thì bên em sẽ bao ship các bác nhé. Đó, em sẽ đi vào chi tiết để các bác khỏi phải lâu chờ đợi. Vâng, vừa rồi thì các bác đã được trải nghiệm chất âm của con loa mini các bác nhé. Đấy. Các bác lên mã cho em là loa mini, con này thì giá cực tốt cho bác luôn nhá. Đấy, có công tắc bật đây này, công tắc bật đây là nó sẽ có cả đèn led này, có cả đèn led này. Và nó sẽ có cho các bác là một chân sạc này, một chân cắm thẻ nhớ và một chân cắm USB nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác, giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, con này thì chiều cao của nó thì nó vào khoảng là 12 cm, chiều rộng thì khoảng 10 cm và chiều bề dày của nó thì khoảng 7-8 cm các bác nhé. Đấy, nói chung là nhỏ gọn thôi, nhỏ gọn và tiện dụng nhé. Các bác lên mã giúp cho em là loa mini nhé, loa mini. Con này thì bên shop đang bán là 120.000. Đó, loa mini đang bán là 120k. Đợt này thì xả cho bác giá chỉ còn có 80k thôi nhá, 80k cho một con loa mini như này, giá cực kỳ là tốt cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là loa mini rất nhỏ gọn luôn. Các bác dùng để nghe nhạc này hoặc là nghe các cái dòng âm thanh thì rất là hay luôn. Đấy, giá thì rất là vừa phải anh em các bác nhá. Giá rất là vừa phải cho các bác luôn. Đó, rất nhỏ gọn và tiện dụng nhá. Đây, có đèn báo này, âm thanh nháy này rất là hay luôn nhá. The Bluetooth device is ready. Chất âm thì các bác đã được trải nghiệm rồi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. Liên mã cho em là loa mini. Loa mini các bác nhá. Đó, giá thì chỉ có 80k thôi. Sản phẩm đầu tiên đó, sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô bóng đèn nhá. Bóng đèn thì hôm nay bên shop cũng về một số mã đây. Đấy, con này thì công suất của nó sẽ là 50W các nhá. Đấy, con này thì công suất của nó là 50W. Đây, 50W con này. Đấy, công suất của 50W. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 cho con bóng 50W này nhá. Đấy. Lên cho em là bóng 50W. Giá của nó sẽ là 80k. Đây con này, rất sáng luôn các nhá. Đó, đây các bác. Đấy, con này công suất của nó là 50W nhá. Đấy. Lên cho em là bóng 50W này. Đấy, bóng 50W. Bóng tròn 50W nhá. Bóng 50W, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là con 50W này giá của nó sẽ là 80k. Đấy, có lên trên là bóng 50W này. Đấy, 50W giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho con 50W như này. Đó, con này thì công suất của nó là 50W thôi nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con này thì công suất của nó là 40 nhá. Đây, lên từ nhỏ đi. 20 các bác này. Con này là 20 này. Đấy, con này công suất của nó là 20W này. Đấy. Con này công suất của nó là 20W này. 20W thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 45.000 nhá. Đấy, 45.000 cho con 20W này. Con này công suất của nó sẽ là 20W. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 45k. Đấy, đây. Các bác nhá. Nó rất sáng luôn. 20W nhưng mà nó cũng tương đối là sáng nhá. Con này thì rất là tiện. Các bác dùng ít thì những cái không gian vừa vừa mà không cần phải quá nhiều điện thì dùng con này chứ em. Đó. 20W rất là sáng nhá. Đấy. Lên cho em là bóng 20W nhá. Đấy. Bóng 20W. Giá của nó sẽ là 45k nhá. 45k cho quả bóng 20W như này. Lên cho em là bóng 20W, giá của nó sẽ là 45.000 nhá. Rất tiện dụng luôn các nhá. Đấy, rất tiện dụng luôn. Giá là 45k. Tiếp theo lên cho bác con 30W nhá. Đây. Con này thì nó sẽ là 30W này. Đấy. Con này công suất của nó sẽ là 30W. Đấy. 30W bên shop thì đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 cho con 30W này nhá. Đấy. 30W cũng rất là sáng luôn các bạn. Đó, rất sáng luôn. Đây. Đấy. Rất sáng luôn các nhá. Đấy. Con này thì công suất của nó sẽ là 30W. Bên shop đang gửi tới các bác con 30W này giá của nó sẽ là 65k. Lên cho em là bóng 30W nhá. Đấy. Bóng 30W. 30W giá của nó sẽ là 65k nhá. 65k. Đó, 65k cho con 30W này. Tiếp theo thì lên cho bác cái con 40W nhá. Đấy, con này sẽ là 40W này.
Con 40W thì giá của nó sẽ là 75.000. Đấy, đây. Con này là con 40W các bạn này. Đấy, 40W đây. 40W thì giá của nó sẽ là 75.000 nhá. 75.000. Đấy. Giá của nó sẽ là 75.000 cho con bóng 40W các bạn. Đó, giá của nó sẽ là 75k. Đây. Đấy, con này công suất của nó sẽ là 40W con này. Đấy. 40W. Đấy. Giá thì sẽ là 75.000 nhá. Con 40W này sẽ là 75.000. Đấy. Đây, đấy. Con 40W này là 75.000. Hôm nay thì bên shop về cho bác giá là 70k nhá. Đấy, bóng 40W 70k, sửa luôn đi. 40W nhá. Đấy, 40W giá của nó sẽ là 70k nhá. 70k cho con bóng 40W này các bạn này. Đấy. Lên mã tiêu chuẩn là bóng 40W giá của nó sẽ là 70k các bác nhá. Đấy, còn con 50W thì em vừa lên cho bác rồi. Đây, con 50W thì sẽ là 80.000. Con này thì nó rất là nhỏ thôi, rất nhỏ nhưng mà nó lại rất là sáng. Đấy, xoáy lại cho bác con 50W này. Đấy. Sáng lắm các bạn. Đấy, rất sáng luôn các nhá. Công suất của nó là 50W các nhá, rất nhỏ gọn và rất sáng nhá. Đấy, 50W rất nhỏ gọn rất sáng luôn. Con này thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 80.000 cho con 50W này. Tiếp theo thì lên cho bác cái con 100W này. Con này thì nó sẽ là 100W nhá. Con 100W này thì giá của nó sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho con bóng 100W như này. Đó. Đấy. Con này thì nếu mà nó về mà con này là 65W nhá. Đấy, 65W chứ không phải là 100. Đấy. Xin lỗi các bác. Con này là 65W nhá. Ví dụ về các bác vận chuyển về mà nó bị bong thì các bác xoáy lại thôi. Đấy, tại vì con này nó sẽ là xoáy như này. Đấy, tỏa nhiệt của nó bằng nhôm, tỏa nhiệt bằng nhôm. Đấy, nó bong thì về nhà các bác xoáy lại thì em là xong nhá. Nó có gen xoáy vào là xong. Rất đơn giản thôi. Con này là 65W, giá thì sẽ là 100k nhá. 65W, giá sẽ là 100.000. Đây. Đấy, con này 65W, sáng trắng luôn các bác nhá. Đấy, rất sáng các bạn. Công suất của nó sẽ là 65W nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một con 65W như này. Giá của nó sẽ là coi lên như là bóng 65W nhá. 65W giá của nó sẽ là 100k. 100k cho anh em bóng 65W như này các bác nhá. Đấy. Rất là sáng luôn các bạn, rất sáng các bạn. Đó. Rất tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Đấy, nhỏ gọn tiện dụng và rất là sáng nhá. Hàng chống nước, chống bụi, chống côn trùng các kiểu con là điều luôn. Giá thì con 100W, con 65W này giá của nó sẽ là 100k, 65W 100k. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô cái fix của Nhật nhá. Đấy. Đấy, về cho các bác cái lô fix của Nhật này. Đây. Đấy, một con fix Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó, fix của Nhật nhá. Fix hàng quân đội Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một con fix như này. Dung tích của nó sẽ là 1,2 lít đây. 1200ml này, 1,2 lít. Đấy, nó sẽ có nắp xoáy cho bác nhá. Con này thì cực kỳ chắc chắn luôn. Đây, có cả quai đeo luôn các bác, có cả quai đeo cho bác luôn. Quai đeo đây. Đấy. Con này cầm mà rất là chắc chắn nha. Bên ngoài của nó là bọc một cái lớp nhựa nhựa hai cái quai này, còn cái này thì nó là sơn tĩnh điện nhá, sơn tĩnh điện. Còn bên trong của nó sẽ là inox 304. Hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn, 1 lít 2. Các bác có thể dùng để đựng nước rất là ok nhá, nó như một cái phích luôn. Đấy, các bác có thể ấn cái tay này vào hoặc đẩy ra như này. Đó, để mình rót như một cái phích nước luôn. Con này thì cực kỳ chất nhá, hàng của quân đội của Nhật nhá. Đấy, hàng quân đội của Nhật. Đấy, ngay từ những cái nắp cái nước của nó, hàng cũng siêu đẹp luôn các bác. Đấy, hàng nói chung là hàng này rất đẹp. Đấy, rất đẹp, rất chắc chắn, các bác cầm vào là mê luôn. Đây, những cái nắp nước của nó này. Cái này thì vừa là nắp vừa là cốc uống được luôn, rất đẹp các bác nhá. Đó, dung tích của nó sẽ là 1 lít 2. Giá thì mấy bạn nhỉ? Lên cho em là fix Nhật nhá, fix Nhật. Giá của nó sẽ là 190 à? 190k nhá, 190k cho con fix Nhật như này. Đấy. Giá cực tốt luôn, một con fix Nhật 1 lít 2 mà giá chỉ có 190.000 thôi. Giá nói chung là quá là hạt rẻ cho bác luôn, quá hạt rẻ luôn. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái băng dính hai mặt nhá. Lên cho em là băng dính hai mặt này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30k cho một cái băng dính hai mặt như này. Con này thì rất tiện dụng luôn. Các bác có thể dính được trên mọi chất liệu và trên mọi bề mặt, độ bám dính của nó rất là tốt luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn nhá. Băng dính hai mặt coi nhá. Chống rung động. Băng dính nano hai mặt hút dính mọi bề mặt. Tiện lợi khi đi xa, nấu ăn, làm việc, giải trí. Dễ dàng làm sạch với nước. Băng keo có màu trong suốt, đảm bảo tính thẩm mỹ. Ứng dụng băng dính hai mặt nano trong thực tế. Cố định ổ cắm điện, đèn LED, nẹp luồng dây điện. Làm băng keo cố định biển hiệu quảng cáo, địa chỉ nhà, công ty. Làm băng dính dán tường treo khung tranh trong nhà. Băng dính hai mặt tiện dụng dán vật dụng nhà tắm, bếp. Đấy, rất tiện dụng luôn nha. Các bác dán vào đâu cũng được. Độ bám dính của nó rất là tốt luôn. Giá thì sẽ là 30k nhá. Và nó sẽ là hai mặt dính cho bác nhá. Đó. Giá sẽ là 30.000 nha, lên cho em là băng keo trong hai mặt nhá. Đấy, băng keo trong hai mặt giá của nó sẽ là 30.000. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái
súng keo nến nhá, có lên cho là súng keo nến. Con này thì bên shop đang bán cho các bác với giá đó là 60k. 65k nhá, 65k cho cái súng keo nến như này. Con này của nó thì nó sử dụng điện của nó sẽ là 110 đến 240V. 110 đến 240V hàng của Nhật nhá, sử dụng điện từ 110 đến 240V. Đấy, các bác sử dụng điện 110 cũng ok. Có công tắc đóng ngắt trên tay này. Dây thì tương đối là dài nhá, dây tương đối là dài. Nói chung là con này dùng rất là ok, các bác dùng để bắn keo nến rồi nói chung là chuyên dùng cho keo nến thôi nhá. Đấy, chuyên dùng cho keo nến thôi nhá. Đấy. Giá của nó sẽ là 65k nhá, 65k cho một súng bắn keo nến như này. Đấy, rất tiện dụng cho các bác luôn các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái thước móc khóa nhá. Qua lên cho em là thước móc khóa. Con này thì bên shop đang bán với giá là 100.000, lên cho em là thước móc khóa này. Đó, thước móc khóa. Giá sẽ là 100k nhá, 100k cho thước móc khóa này. Đấy, thước móc khóa. Giá sẽ là 100.000. Con này thì chiều dài của nó là 2m các bác nhá. Chiều dài của nó là 2m. Con này thì rất đẹp và tiện dụng luôn. Đây các bác này. Đấy. Thước này của nó là sẽ là dạng thước dây mềm như này. Đấy. Các bác dùng để đo đạc thì rất là tiện. Số. Số của nó to rõ ràng các bác nhá. Số to rõ ràng, rất tiện dụng luôn. Đó. Số to rõ ràng, rất tiện dụng luôn. Lên mã giúp cho em là thước móc khóa nhá. Chìa khóa bà chị Giang đóng nhá. Đấy, lên mã cho em là thước móc khóa nhá. Đấy, số rất đẹp to rõ ràng luôn. Bản của nó thì vào khoảng là gần 1 phân các nhá. Đấy. Dùng để đo đạc rất là tiện luôn và hàng rất là đẹp nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một con thước móc khóa như này. Đấy, hàng của Nhật này. Đây rất đẹp luôn, dây dài 2m nhá, có móc treo chìa khóa. Giá của nó sẽ là 100k. Lên mã treo là thước móc khóa, giá của nó sẽ là 100.000 các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay thức ăn. Đấy. Găng tay thức ăn một bịch của nó sẽ là 100 chiếc các bác nhá. Một bịch này của nó sẽ là 100 chiếc các bác. Đấy. Găng tay thức ăn. Một bịch này của nó sẽ là 100 chiếc các bác nhá. Đấy, hàng này thì dùng thì cực kỳ là tiện dụng luôn. Đó. Một bịch thì 100 cái nhá, lên cho em là găng tay thức ăn nhá, găng tay thức ăn này. Đó, găng tay thức ăn. Đó, giá thì bên shop đang bán cho bác với giá đó là bao nhiêu nhỉ? Găng tay thức ăn 30k nhá. Giá của nó sẽ là 30k cho một cái hộp găng tay thức ăn như này. 30.000 cho một hộp găng tay thức ăn nhá. Hàng này thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Ở đây nó sẽ có cho các bác là đây, một cái bịch găng tay như này. Đấy, nó rất là mềm luôn. Về các bác chỉ cần là xỏ vào là xong các bác này. Đấy, ở đây thì cái của nó thì tương đối là mềm và dai, cho nên là các bác có thể dùng rất là thích nhá, chứ không như những cái găng tay truyền thống đâu. Đấy, con này thì dùng nó rất là mềm và dai, cho nên các bác không bao giờ lo bị rách nhá. Bóp nộm, bóp niếc các thứ rất là ok và dùng nó rất là bám tay luôn, rất bám tay, rất là ôm tay này. Đấy, dùng rất là thích luôn. Các bác dùng để gọi là vệ sinh hoặc là làm thức ăn, hoặc nói chung là các bác dùng cái gì cũng được, dọn dẹp, rửa ráy, nói chung đều ok hết. Giá thì chỉ có 30k thôi. Lên mã giúp cho em là găng tay thức ăn nhá, găng tay thức ăn. Giá của nó sẽ là 30.000 cho cái đồ găng tay thức ăn này các bác nhá. Rất đẹp, rất chất lượng cho bác luôn. Đấy, lên mã cho em là găng tay thức ăn, giá của nó sẽ là 30k các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo. Sản phẩm tiếp theo bên kia điện thoại. Bên shop tiếp tục về cho bác cái đôi găng tay làm vườn nhá. Có lên cho em là găng tay làm vườn. Đấy. Con này thì chuyên dùng để làm vườn, rất là tiện luôn. Đây. Đấy, nó sẽ có là một chiếc là có cái móng như này, có móng như này để các bác cào, các bác vệ sinh nhá. Có móng này để các bác cào vệ sinh này. Đấy. Lên mã giúp cho em là găng tay làm vườn nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái găng tay làm vườn như này. Giá của nó sẽ là 40.000 nhá, 40.000 cho một đôi. Thì nó sẽ có một chiếc có móng và một chiếc không nhá, để các bác cào đất, cào điếc làm vườn thì rất là ok. Đấy, nó rất là tiện dụng. Và giá thì chỉ có 40k thôi. Đấy, lên mã giúp cho em là găng tay làm vườn nhá. Đấy, găng tay làm vườn. Găng tay làm vườn, giá của nó sẽ là 40.000. Đó. Găng tay làm vườn này, đó, găng tay làm vườn. Đấy. Găng tay làm vườn nhá, giá của nó sẽ là 40k cho một đôi. 40k cho một đôi găng tay làm vườn như này nhá. Đấy. Giá của nó sẽ là 40k. Lên mã giúp cho em là găng tay làm vườn, giá sẽ là 40k. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác vòi xả nhá. Đấy, vòi cam xanh, các bác lên cho là vòi cam xanh. Nó có hai màu, màu cam và màu xanh như này. Có hai màu, màu cam và màu xanh như này nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ chia ra cho các bác làm hai đường nước, đây một đường và đây một đường. Đấy, và hai cái đường nước này của nó thì nó sẽ đều có cho các bác là gen xoáy hết này, gen xoáy. Đây các bác xoáy ra, sau đó thì các bác có thể kết nối các cái gen đầu nước khác vào được, hoặc các bác có thể sử dụng trực tiếp như này. Đây. Giá thì cực tốt cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là vòi cam xanh nhá, lên cho em là vòi cam xanh. Giá thì chỉ có 60k cho một con vòi cam xanh này thôi nhá. Giá của nó sẽ là 60.000. Con này thì rất là tiện dụng luôn các bác. Đấy, các bác có thể xoáy ra xoáy vào như này.
rất tiện dụng và ngon lành luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực tốt luôn. Đấy, vòi viếc xoáy cực kỳ là ngon luôn nhá. Lên theo là vòi cam xanh nhá, vòi cam xanh giá là 60k. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con lọc rác nhá. Qua lên cho em là các bác lên cho em là lọc rác, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là con lọc rác này bao nhiêu nhỉ? 15k nhá, 15k cho mấy con lọc rác như này. Đấy, 15.000. Con này thì các bác để vào cái chậu rửa nhà mình ấy. Cái chậu rửa bát nhà mình ấy là nó sẽ tụt xuống rất là vừa vặn, khi các bác lấy thì các bác cầm cái núm này lên. Đấy, để chuyên để lọc rác các bác nhá. Chuyên để lọc rác ở cái chậu rửa rất là tiện luôn. Đó, lên mã giúp cho em là lọc rác chậu rửa nhá. Ha, lọc rác lên cho em là lọc rác inox nhá, lọc rác inox. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 15k. 15k cho con lọc rác inox như này. Lên cho em là lọc rác inox, giá của nó sẽ là 15.000 các bác nhá. Các bác chuyên để vào chậu rửa là ok luôn. Đây các bác nhá. Đấy. Đây các bác nha, đấy, nó chảy hết vào luôn, nó rất là gọn luôn. Các bác chỉ cần nâng lên, đổ đi là xong, nó rất là tiện. Đấy, lên cho em là lọc rác inox nhá, lọc rác inox, giá thì chỉ có cho các bác là 15.000 thôi. Đây các bác, rất tiện luôn. Đấy, các bác theo đây nha, đặt xuống này. Đấy, rất là gọn gàng nha. Thế này thì nó vừa với tất cả các loại chậu, nó là mẫu phổ thông, giá chỉ có 15.000 thôi. Nên là lọc rác chậu rửa thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái đốc sạc nhá. Đấy, đốc sạc. Con này thì bên shop đang bán cho các bác cái giá đó là 65.000. 65.000 cho một cái bộ như này, bao gồm là cả đốc sạc cả pin luôn. Giá của nó sẽ là 65k nhá. Cái đốc sạc này thì pin của nó sẽ là thuộc cái loại pin là pin đồng hồ nhá. Các bác lên mã giúp cho em là đốc sạc, pin này của nó là pin đồng hồ. Đấy, nôm na nó là thuộc cái dạng pin đồng hồ, cho nên là các bác lưu ý đây nó là pin đồng hồ nhá, thì các bác cứ có pin đồng hồ là nó vừa. Đấy, nó vừa cho cái pin đồng hồ. Con này pin của nó thì là 700mAh và 1,2V. Pin của nó là pin đồng hồ các bác nhá, pin đồng hồ. Giá thì bên shop bán cho các bác là một bộ như này, bao gồm một đốc sạc và một bộ pin như này, 4 viên pin như này. Giá của nó sẽ là 65k nhá. 65k cho một bộ cả đốc sạc cả pin luôn. Còn bác nào muốn mua thêm pin thì bên em có bán cái pin hãng này này. Đấy, pin hãng này thì pin này của nó là công suất của nó cao hơn. Công suất của nó sẽ là 1200mAh nhá. Còn con này thì nó chỉ có 700 thôi. Con này có 700 thôi, nó bằng một nửa già thôi các bác nhá. Đấy. Con này thì bên shop bán cho các bác một cái hộp 4 viên như này, giá của nó sẽ là 60k nhá. Đấy, 60k. Đấy, pin lẻ nhá. Các bác nếu mua 40 viên lẻ này thì 60.000 cho 40 viên pin lẻ này. Đấy, còn cái này thì các bác mua cả bộ cả đốc cả pin mới có 65.000 thôi. Còn pin này thì cái ampere nó cao hơn. Đấy, nó dùng được lâu hơn cho nên sẽ đắt hơn một chút các bác nhá. Đấy. Thì con này bên shop đang bán cho các bác với giá đó là 60k các bác nhá. 60k cho 4 viên pin như này. Đó, còn là bộ này cả đốc cả pin thì chỉ có 65.000 thôi. Các bác mua thêm pin nữa thì mua các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái chai xả chanh nhá. Đấy, có lên cho là xả chanh. Xả chanh thì các bác xịt để chống muỗi, chống côn trùng, rồi tránh nấm mốc, rồi mùi thơm dễ chịu, thông thoáng căn nhà các bác này. Đấy, xả chanh. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30k cho một hộp xả chanh như này nhá. 30k cho một lọ xả chanh này, tinh dầu xả chanh. Giá của nó sẽ là 30k nhá. Đó, 30k cho lọ tinh dầu xả chanh như này. Rồi ok. Các cái số hotline của bên em thì các bác có thể liên hệ nhá. Em lên cho bác cái sản phẩm đầu tiên. Đó là cái bỏ anh bút. Cái quạt quạt phun sương các bác nhá. Đấy, quạt phun sương đây, nó đang phun sương này. Đấy, thì sản phẩm nó sẽ trong hộp như này các bác nhá. Sẽ trong hộp như này. Đấy, sản phẩm sẽ trong hộp như này các bác này. Đấy. Con này thì rất là mát luôn. Nó cắm qua cổng USB nhá, cắm qua cổng USB. Đấy. Khi các bác nhận được hàng thì hàng sẽ trong hộp như này. Đấy. Bao gồm cho các bác là một cái quạt và một cái dây sạc như này, gọi là dây cắm qua cổng USB. Về các bác cắm vào cổng USB hoặc là cắm cái cục sạc điện thoại nhà mình nhá. Đó. Nó bé. Đấy, cắm qua cục sạc điện thoại nhà mình nhá. Đây các bác cắm vào đít này. Đây cắm vào đây. Đấy. Nó bé thôi. Đây. Con này công suất của nó sẽ là 5V và 2A các bác nhá. Đấy, 10W. 10W các nhá. Các bác cắm ở đây cho em, sau đó thì cắm ở cái củ sạc điện thoại nhá. Ở đây thì các bác cho nước lọc vào đây.
cho nước lọc vào đây, và các bác có thể cho thêm cả đá vào nữa, nếu các bác muốn mát thì cho thêm đá vào là càng mát hơn nhá, càng mát hơn đó. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác giá cực kỳ là tốt nhá, giá rất là tốt cho bác luôn đó. Đấy, đây các bác này. Đấy, thì ở đây nó sẽ có cho các bác các chế độ này, bao gồm cho các bác là thứ nhất là chế độ mát thì nó sẽ có 3 chế độ mát nhá. Đấy, gió nó sẽ có 3 chế độ gió này, tiếp theo là đến chế độ phun sương này. Đấy, đấy nha, phun sương thì nó sẽ có là một là phun một lỗ này, hai là phun 3 lỗ này, và tất cả phun tất cả luôn này. Đấy, thì tùy theo các bác muốn chỉnh chế độ nào cũng được nhá. Đó, tiếp theo là đến cái đèn này, các bác có thể ấn đèn này, đảo màu đèn này tùy theo nhá. Tiếp theo là đến cái quạt gió này, thì các bác có thể chỉnh 3 số nhá. Đấy, chỉnh 3 số cho em luôn. Đó, nói chung là rất là mát cô nhá, rất mát luôn. Đấy, rất mát nhá. Đó, rất ok luôn. Đó, con này tương đối là mát nhá, tương đối là mát luôn các bác nhá. Đó, rất là ok các bác nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ tốt luôn. Đấy, đây các bác thấy không, phun sương, nó sương là phun rất mạnh nhá, và gió cũng rất là mát luôn các bác nhá. Sương phun ra rất mạnh và gió rất mát luôn các bác nhá. Đó, lên mã giúp cho em là quạt phun sương nhá, quạt phun sương. Đó, quạt phun sương. Đấy, quạt phun sương. Đó, quạt phun sương, giá thì bên shop đang gửi tới các cái giá đó là 250k và bao ship các bác nhá, 250.000 và bao ship cho mẫu quạt phun sương như này các bác nhá. Đấy, con này thì rất nhỏ gọn tiện dụng. Đấy, nó chạy bằng pin, gọi là chạy bằng cổng USB. Đây, về nhà các bác cắm vào cái USB như này là ok này. Đấy, các bác có thể mua thêm cái ổ xanh này nữa về để các bác cắm cũng được này. Đấy, đằng sau này thì nó sẽ là cắm cổng USB như này. Các bác cho nước vào đây, cho nước, cho đá vào đây cho em, đều ok hết nhá. Đấy, kích thước của nó thì cái chiều cao của nó sẽ vào khoảng là chiều cao là khoảng gần 30 nhá, chiều rộng là 20. Chiều cao thì gần 30, chiều rộng là 20. Và bề dày của nó thì nó vào khoảng là 7-8 phân thôi nhá. Đây. Đấy, xương nó phun ra rất nhiều luôn các nhá. Đây. Các bạn xem này. Đấy. Xương nó phun ra đây các bạn. Đấy, cái tia xương nó phun ra đây các bạn. Đấy, tia xương nó phun ra rất nhiều luôn, rất mát nhá. Một con quạt điều hòa như này, quạt phun xương như này rất mát luôn. Giá sẽ là 250.000, lên như là quạt phun xương, giá sẽ là 250k nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái viên thả bồn cầu nhá. Đấy, một túi như này là 10 viên, bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20k cho một túi này nhá. Đấy, 20.000 cho một túi này. Đấy, đợt này thì hàng về cho bác giá cực tốt luôn, giá chỉ còn 15k thôi. Đấy, 15k cho một túi viên thả bồn cầu như này nhá, 15k. Một túi này của nó thì nó sẽ bao gồm cho các bác là đây. Một túi này sẽ bao gồm cho các bác là 10 viên nhá, 10 viên mỗi tháng bác các bác thả cho một viên vào cái và cái bồn cầu ấy, và cái âu ấy các bác nhá. Đó, là nó sẽ khử sạch vệ sinh cho bác luôn. Thứ nhất là vệ sinh này, thứ nhất là sạch này, thứ hai là diệt khuẩn này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch. Thứ hai là diệt khuẩn này, diệt khuẩn, và thứ ba là thơm nhá. Đấy, sạch, diệt khuẩn và thơm nhá. Đó, nó sẽ có 3 chức năng như vậy, sạch, diệt khuẩn và thơm. Giá đang bán là 20k, đợt này về cho bác giá thì còn 15k thôi. 15k cho một túi như này. Đấy, các bác lên cho em là túi thả bồn cầu nhá, túi thả bồn cầu. Đó, túi thả bồn cầu nhá. Giá là sẽ là 15k. Đó. 15k cho một túi thả bồn cầu như này. Sản phẩm tiếp theo, một túi 10 viên nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đũa của Nhật các bác nhá, đũa của Nhật đây này, đũa của Nhật các bác này. Đấy, đũa của Nhật nhá, đũa được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ là tốt luôn nhá. Đấy, hàng rất đẹp luôn. Đây, một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là một vỉ này, bao gồm cho các bác là 10 đôi nhá, 10 đôi. Hàng cực kỳ đẹp và chất lượng luôn. Đó, một vỉ này bao gồm 10 đôi, hàng cực kỳ đẹp và chất lượng cho bác luôn nhá. Đũa rất đẹp, rất chất lượng nhá. Đó, đây. Đũa làm từ là sợi thủy tinh kháng khuẩn các bác nhá. Đấy, kháng khuẩn chống nấm mốc, rất sạch đẹp luôn, nó chịu được nhiệt độ lên tới 200 độ C nhá, chịu được nhiệt độ lên tới 200 độ C đây. Đấy, các bác nhá. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 40k cho một vỉ này thôi.
lên cho em là đũa Nhật nhé. Đấy, đũa Nhật giá của nó sẽ là 40.000. 40.000 cho một vỉ đũa như này, 40.000 cho một vỉ 10 đôi, quá rẻ luôn, hàng đẹp chất lượng, giá cực tốt luôn. Đấy, lên cho em là đũa Nhật nhá, đũa Nhật này giá của nó sẽ là 40k trên một vỉ nhá, 40k trên vỉ 10 đôi như này, hàng quá rẻ, quá chất lượng cho các bác luôn, giá rất tốt cho các bác nhá. Đấy, giá rất tốt cho các bác luôn. Lên cho em là đũa Nhật nhá. Đấy, đũa Nhật. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo cắt tôn thôi nhá. Đấy, kéo cắt tôn các bác. Đấy, đây một cái kéo cắt tôn như này các bác này. Đấy, con này thì nó là có độ nghiêng là 45 độ, cho nên là khi các bác cắt ấy, khi các bác cắt thì nó sẽ là đây đây nôm na nó, khi các bác cắt thì nó sẽ nằm ở dưới này các bác này. Đấy, nó sẽ nằm ở dưới này, đây các bác theo đó, kéo cắt thì nó sẽ nằm ở dưới như này đó, thì nó sẽ không đi lên cái bề mặt tôn nhá. Bình thường các bác cắt thẳng thì nó sẽ đâm vào tay như này, nhưng đây nó nằm ở dưới này. Đấy, lên cho em là kéo tôn trợ lực nhá, giá chỉ có 160.000 thôi đó. Kéo tôn trợ lực này, kéo tôn trợ lực giá thì kéo tôn trợ lực nhá, giá của nó sẽ là 160k cho con kéo tôn trợ lực này, giá cực tốt cho bác luôn, 160.000 cho một con kéo tôn trợ lực như này nhá, giá quá rẻ luôn. Đấy, có lò xo, có trợ lực nhá, hàng của thương hiệu Kabushi Japan các bác này. Đấy, Kabushi Japan, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn, cắt thì rất là ngon và đàm tay nhá, đó, và rất là chắc chắn luôn. Kéo tôn trợ lực giá sẽ là 160.000. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồng hồ kim. Các bác lên trên là đồng hồ kim bao nhiêu nhỉ, đồng hồ kim nhá, giá của nó sẽ là 230.000 và bao ship các bác nhá. Ở đây thì nó sẽ là một con đồng hồ có kẹp dòng luôn. Đấy, có kẹp dòng rồi có pin. Về các bác xoáy cái đít này ra cho em đó, xoáy cái đít này ra này. Đấy, các bác xoáy cái đít này ra, xoáy đít này ra, lắp pin vào cho em này. Đấy, đây có kẹp dòng, có lắp pin này, nói chung là lẫy liếc các thứ đầy đủ cho bác luôn. Chọn bộ sản phẩm như này nhá. Đấy, lên cho em là đồng hồ kìm nhá, đồng hồ kìm. Đấy, giá của nó sẽ là 230.000 đó. Các bác lên hãy giúp cho em là đồng hồ kìm nhá. Đó. Đấy, đồng hồ kìm này. Đấy, 230k và bao ship bác nhá, 230k bao ship cho con đồng hồ kìm như này. Ở đây thì nó sẽ có cái phần này để các bác đo đạc này, tính toán này, đo ôm, đo giếc, nói chung là bác nào làm thợ thì các bác biết rồi, đo ôm, đo AC rồi đo DC rồi, nói chung là đầy đủ cho các bác luôn đó. Và đây nó sẽ có tính năng để kẹp dòng để các bác kiểm tra xem cái dòng của dòng điện là bao nhiêu. Đây, về các bác lắp pin cho em xong. Đấy, lên cho em là đồng hồ kim nhá, đồng hồ kim. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con đồng hồ kim như này, giá của nó chỉ có cho các bác là 230.000 thôi, giá rất tốt cho bác luôn đó. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn, hàng của Kabushi Japan của Nhật các bác nhá. Đây, rất chất lượng luôn đó. Bên mã trên là đồng hồ kìm, giá của nó sẽ là 230.000, 230.000 cho con đồng hồ kìm này các bác nhá, đó, giá cực kỳ là tốt cho bác luôn đó. Sản phẩm tiếp theo đó là lên cho bác cái con cân sức khỏe nhá, cân sức khỏe. Con này thì nó sử dụng pin, đấy, nó sử dụng pin con thỏ. Về nhà thì các bác lắp pin con thỏ vào cho em là xong. Đây, lắp pin con thỏ đây. Cái này thì bên em đã tặng kèm các bác một đôi pin con thỏ rồi. Về nhà các bác chỉ cần lắp vào cho em là xong thôi. Đấy, lắp vào. Sau đó thì mình bật cho em cái công tắc đằng sau này lên này. Đấy, có công tắc đằng sau này các bác bật lên nhá để cân bình thường. Con này thì khi các bác cân thì để cho em chế độ kg và con này nó sẽ có cả cập nhật nhiệt độ và báo pin luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn nhá. Đấy. Đấy. Đây. Đây các bác này, em sẽ cân thử cho bác xem nhá. Đấy. Đây. Đây các bác này. Đó, đây. Ví dụ các bác cân mà nó đang không nhảy số thì các bác chuyển cho em về chế độ kg như này. Sau đó thì các bác cân bình thường. Đấy. Đây. Đây các bác nhá. Đó. Được rồi, đây các bác nhá. Đấy, đây. Cân nặng của em là 68,25 kg nhá, 68,25 kg. Đó, đây. Đấy. Nó sẽ nhớ cho các bác mấy giây sau đó thì nó sẽ nhảy về không nhá, và có cả cập nhật nhiệt độ luôn. Đấy, nhập đặt nhiệt độ luôn đây các bác nhá. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Thì một con cân sức khỏe như này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000. Đấy, 120.000. Đợt này sẽ về cho các bác giá tốt hơn một chút, đó là 101 thôi nhá. Đấy, 101. Lên xem là cân sức khỏe giá sẽ là 110k nhá, 110.000. 110.000 cho một con 110.000 cho một con cân sức khỏe như này các bác nhá. Đấy. 110.000 các bác nhá. Lên mã giúp cho em là cân sức khỏe. Giá của nó sẽ là 110.000. Nếu bác chuyển khoản hết thì sẽ bớt nhiều hơn. Đấy. Lên cho em là cân sức khỏe nhá. Đó, cân sức khỏe.
cân sức khỏe, giá của nó sẽ là 120k là này, về cho bác giá còn 110k nhá. 110k cho con cân sức khỏe như này các này, 110.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái mã rất là hot. Đó là cái bộ V46 nhá. Bộ này thì nó vào khoảng là trên 40 chi tiết một chút. Đấy. Thì bộ này thì bên shop đang lên tên của nó sẽ là V46 và giá thì đang bán là 170.000. V46 giá là 170k, đợt này về cho bác giá chỉ còn 130k thôi. Giá cũng rất là tốt luôn, một cái bộ đồ nghề sửa chữa như này, giá chỉ còn 130.000, siêu rẻ cho bác luôn. Đấy. Siêu rẻ cho bác luôn các bác. Đó đây. Thì đây em sẽ khui hộp cho các bác xem nhé. Đấy, một cái bộ đồ nghề như này. Đấy. Ở đây của nó thì nó sẽ bao gồm cho các bác là đây, đấy. Các cái chi tiết bao gồm là các cái đầu khẩu như này nhá. Đấy. Khi các bác nhận được hàng thì nó có thể nó bị sọc sạch thì các bác thông cảm thôi. Tại vì vận chuyển thì ví dụ nó sọc sạch thì cái này không thể tránh khỏi được nhá. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái đầu vít như này các bác này. Đây các đầu vít đây các bác nhá. Các đầu vít này. Đấy, nó sẽ có 24 đầu vít cho các bác luôn. To nhỏ lớn bé lục giác rồi ba khe rồi múi khế rồi hoa thị. Đầy đủ cho bác luôn nhá. Đó. Thì đây nó sẽ có là 24 đầu vít cộng với lại 14 đầu khẩu, khẩu từ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 đầu khẩu, khẩu từ 4 đến 14 và một tay công một tay nối ra. Đây chọn bộ sản phẩm như này, đấy chọn bộ sản phẩm như này nhá, đấy một tay công một tay nối dài nhá, đấy một tay công, đấy một tay công một tay nối dài nhá, đấy đây con này rất là ngon luôn. Nó giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ là tốt luôn. Đó, ok chưa các bác. Đó. Đây đầu khẩu nhá, đấy đầu khẩu là đầu rồi đầu vít này, đầu vít này, đấy. Đầu vít thì các bác có thể lắp trực tiếp ở đây này, đấy, lắp trực tiếp ở đây hoặc là các bác lắp qua, các bác sử dụng qua con này được này, đấy. Rất là ngon luôn, chắc chắn nhá, lắp vào xoáy vít xoáy viết cực kỳ là ngon luôn. Đấy, thì cái bộ V46 như này giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ tốt luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là V46 nhá, V46 giá thì chỉ có cho các bác là một bộ V46 như này nhá, giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi, một cái bộ sổ sửa chữa lặt vặt như này. Đấy, bộ này chuyên để sửa chữa lặt vặt trong gia đình là ok. Giá sẽ là 130k nhé. Lên trên là V46. Giá sẽ là 130.000. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop cũng về tiếp một cái lô đũa của Hàn Quốc nhé. Đấy. Các bác lên cho em là đũa mạ vàng Hàn Quốc. Đấy, đũa mạ vàng Hàn Quốc. Giá thì cũng chỉ có 40k cho một vỉ này thôi các bác nhé. Đây, hàng của Korea các bác này. Đấy, Korea này. Đấy, Korea. Đấy. Lên cho em là đũa mạ vàng Hàn Quốc nhé. Đấy, đũa mạ vàng Hàn Quốc này. Đũa mạ vàng Hàn Quốc, nó giá của nó là 40k trên một vỉ nhá. 40k trên vỉ đũa mạ vàng Hàn Quốc này, giá quá rẻ cho các bác luôn. Đây. Đấy. Đây, một vỉ đũa này các bác này bao gồm cho các bác là 10 đôi nhá. Đấy. Bao gồm cho các bác là 10 đôi nhá, 10 đôi đũa đẹp như trong tranh luôn anh em các bác nhá. Đấy. 10 đôi đũa đẹp như trong tranh luôn. Đấy các bác thấy không? Rất đẹp nhá. Đấy. Hàng rất đẹp, rất tuyệt vời luôn. Đũa cũng được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chống nấm mốc, chịu nhiệt độ cao nhá. Đấy. Đây. Rất đẹp không nhá, rất đẹp luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới quý cô bác anh chị giá cực kỳ là tốt luôn. Chỉ có 40.000. Đấy, 40.000 cho một vỉ đũa 10 đô như này nhá. Đấy. 40.000 cho một vỉ đũa 10 đô như này các bác nhá. Rất đẹp luôn. Đó, rất đẹp luôn. Đấy. Đây, giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, giá cực kỳ tốt luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em là đũa mạ vàng Hàn Quốc nhá, đũa mạ vàng Hàn Quốc. Một hộp 10 đô giá chỉ có 40k thôi. Đấy. Đầu của nó mạ vàng này, hàng siêu đẹp luôn các bác, hàng siêu đẹp luôn. Đây. Đấy. Hàng siêu đẹp cho các bác luôn, giá thì cũng rất là tốt các nhá, giá rất tốt luôn. Đây. Đấy. Korea các bác này, Korea design các bác này. Đó. Đây, Korea nhá, Hàn Quốc nhá. Đó. Đầu mạ vàng rất đẹp này. Giá là 40k nhá, đũa mạ vàng Hàn Quốc giá 40.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái hộp tăm bông đây. Hộp tăm bông. Giá của nó sẽ là 30.000 cho hộp tăm bông 20 chiếc coi như 200 cái nhá. 200 cái. Đấy, một hộp này của nó là 200 cái. Giá thì chỉ có 30.000 thôi. Giá 30k thôi, giá quá tốt cho bác luôn. Đó. 30.000 trong hộp tam bông. Đấy, 30.000 trong hộp tam bông. Tổng của nó sẽ là 200 cái nhá. 200 cái cho 30 hộp tam bông như này. Quá chất lượng luôn các bạn. Đấy, và quá nhiều luôn. Về các bác theo hộp sử dụng nhá. Đấy, 200 cái tam bông. Giá chỉ có 30k nhá. Cái bông này của nó thì ưu điểm của nó sẽ là thứ nhất là kháng khuẩn nhá. Đấy, thứ nhất là dòng này nó đã kháng khuẩn rồi. Thứ hai là cái đây. Thứ hai là cái đây.
Thì cái này của nó sẽ là bằng nhựa cho nên là nó rất là dai, các bác không sợ bị gãy bị rơi vào tay nhá. Đấy, bằng nhựa cho nên nó rất là dai, không sợ bị gãy không rơi vào tay đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực tốt luôn. Đấy rồi, ok các bác nhá. Đó, ok đấy. Còn máy ấy này, con máy trà gót chân các bác nhá. Đấy, qua lên cho em là máy trà gót chân. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác giá của nó sẽ là máy trà gót chân này sẽ là 100k cho con máy trà gót chân này. Đấy, có tặng kèm các bác cả chổi vệ sinh luôn, một viên đá luôn. Lên cho em là máy trà gót chân. Đấy, máy trà gót chân này. Đấy, máy trà gót chân, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con máy trà gót chân này. Đây, có nhá, một con máy ok ngon lành cho bác luôn, chạy cực kỳ là khỏe luôn các bác nhá. Đấy, chạy rất là khỏe luôn. Ok chưa? Đấy, máy chạy rất là khỏe luôn. Các bác mài này, gót chân, gót tay các bác bị khô nứt nẻ này. Đấy, các bác mài cho em, mài cho sạch đi này. Đấy, em mài nó đi hết này các bác này. Đấy, mài cho sạch đi nhá. Mài cho sạch đi, sau đó thì các bác bôi cho em cái cao ngựa vào nhá. Bôi cho em cái cao ngựa vào, ok chưa? Đấy, một con máy trà gót chân như này, mài cho sạch đi. Sau đó thì các bác bôi cho em cái lọ cao ngựa này vào này. Cao ngựa này thì giúp cho cái gót chân của các bác thêm mềm mại nhá. Đấy, cao ngựa này sẽ là 30k. Lên mã giúp cho em là cao ngựa nhá. Đó, cao ngựa, giá của nó sẽ là 30k cho một hộp cao ngựa như này. Giá của nó là 30k các bác nhá. Đây. Đấy, về các bác bôi vào cho em. Đấy, bôi vào cho em. Thì cái cao ngựa này giúp cho các bác là cái gót chân của các bác nó thêm mềm mại nhá, và nó sẽ mềm cái da chân ra. Ok chưa? Tái tạo da non nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 30k. Còn cái máy mài gót chân này thì bên shop đang gửi tới anh em các bác một con máy mài gót chân như này. Giá của nó sẽ là 100k cho con máy mài gót chân này nhá. 100k cho con máy mài gót chân này. Đấy, các bác lấy cả bộ thì nó sẽ là 130.000. Ok chưa? Máy trà gót chân 100k. Sản phẩm tiếp theo đó là lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái tất này. Cái tất thì bên em về được hai mẫu. Đó là màu đen và màu trắng. Hàng của thương hiệu Nai các bác nhá, hàng của thương hiệu Nai. Các bác cứ lên mã giúp cho em là tất 10 nhá. Đấy, lên cho em là tất 10 thì nó sẽ có hai mẫu là 10 đen và 10 trắng. Giá của nó sẽ là 90k nhá. Giá của nó sẽ là 90k cho một vỉ này, bao gồm cho anh em là 10 đôi nhá. 90.000 cho 10 đôi tất, hàng cực kỳ rẻ luôn. Hàng của thương hiệu Nai rất chất lượng luôn. Đấy, giá thì chỉ có 90.000 cho 10 đôi tất thôi. Đây. Đấy, hàng cực kỳ là chắc chắn luôn, co giãn 4 chiều nhá. Co giãn 4 chiều thấm hút nốt tốt này. Hàng của thương hiệu Nai này, Nike các bác nhá. Nike đây. Hàng rất chất luôn. Đây logo của hãng này. Giá thì bên shop đang gửi các bác một cái vỉ tất Nai như này, giá chỉ có 90k nhá, 10 đôi. Đấy. Các bác lên xem là tất 10 đen hoặc tất 10 trắng nhá. Đấy, tất 10. Tất 10 thì em có màu đen hoặc màu trắng, cho em các bác lên xem là tất 10 đen này. Đó. Tất 10 màu đen này hoặc là tất 10 màu trắng nhá. Giá của nó sẽ là 90k nhá. Giá của nó sẽ là 90k cho một cái vỉ tất như này. Đó, sản phẩm tiếp theo. Đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác đó là cái hút bụi các bác lên. Anh em cái mẫu mới này. Đấy. Có anh cái biển. Đấy, bên shop về cho anh em mẫu mới. Mẫu này thì sẽ có kèm cho anh em là cả cái cọ đằng sau như đây. Đấy anh em nhá. Đấy, nó sẽ bao gồm cho anh em, nó dán vào đây cho anh em luôn. Đấy, về anh em chỉ việc dùng thôi. Nó sẽ có cọ đằng trước và cọ đằng sau nhá. Con này thì rất là mềm và êm luôn anh em nhá. Đó. Anh em có thể dùng để cọ đằng trước này. Đây. Dùng cái mặt đằng trước này anh được, mà dùng cái mặt đằng sau này anh được. Đó. Hai mặt cho anh em luôn, rất tiện anh em nhá. Đó. Hàng thì siêu mềm, siêu êm cho anh em luôn và rất là tiện dụng nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới anh em cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó, anh em lên mã giúp cho em là thanh cọ lưng nhá. Đấy, lên cho em là thanh cọ lưng nhá. Đó. Lên cho em là chổi cọ lưng, lên cho em là chổi cọ lưng nhá. Giá của nó chỉ có cho anh em là đi 35k cho cái cọ lưng này nha. Đó, 35k nhá. Lên giúp cho em là thanh cọ lưng đi. Đấy, thanh cọ lưng. Đó. Thanh cọ lưng này. Đó. Thanh cọ lưng nhá, giá của nó sẽ là 35k anh em nhá. 35k cho con thanh cọ lưng này thôi, 35k. Ở đằng trước thì sẽ là một cái loại lông tơ rất là mềm như này, để anh em kỳ cọ vệ sinh này. Đấy. Đằng sau thì sẽ là bông anh em nhá, bông. Đấy thì anh em muốn dùng gọi là cước ấy. Đây nó là cái cước nha. Anh em muốn dùng cái nào thì dùng, rất là ok cho anh em luôn nhá. Đó. Lên cho em là thanh cọ lưng nhá. Giá của nó chỉ có 35k thôi. 35k cho con thanh cọ lưng này. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác đó là cái sản phẩm, đó là cái chai xịt muỗi tô vít trợ lực các bác nhá. Đó, lên mã giúp cho em là tô vít trợ lực. Đây, bộ sản phẩm của nó sẽ như này anh em các bác này. Đấy, tô vít trợ lực cho anh em. Đó, đây. Thì sản phẩm của nó sẽ bao gồm là 5 đầu tô vít này. 1 2 3 4 5 6 tô vít, 2 4 6 tô vít cho anh em. Đấy, đầy đủ các đầu như này nhá. Đây, con này là con phổ thông nhất đây này. Con này con phổ thông nhất nhá. Các bác chỉ cần
lắp vào là sử dụng thế này. Đó, ok nhá, con này nó trợ lực cho anh em rất là tốt luôn. Đấy, anh em lên mã giúp cho em là tô vít trợ lực nhá. Đấy, tô vít trợ lực, giá bên shop đang gửi tới anh em giá cực tốt luôn. Anh em cái con này thì anh em có thể tăng giảm được này. Đấy, tăng giảm rất là tiện luôn. Đấy, anh em có thể tăng giảm rất là tiện để anh em sử dụng nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là tô vít trợ lực. Đó, tô vít trợ lực, hàng về hàng rất chất cho anh em luôn. Đấy, có đảo chiều cho anh em nhé. Anh em muốn đảo chiều thì anh em vặn vào đây cho em này. Đấy, đảo chiều ra, đảo chiều vào, hoặc là chế độ anh em vặn đứng yên. Đấy, nó sẽ đẩy lên cho anh em như này. Đấy nhá. Đấy, rất là tiện anh em nhé. Và đây thì nó sẽ có cho anh em là 6 cái vít với 12 đầu khác nhau. Đấy, hoa thị lục giác rồi, nói chung là đầy đủ cho anh em luôn. Đây. Đấy, 6 vít 12 đầu khác nhau nhá. Anh em lên mã cho em là tô vít trợ lực nhá. Giá chỉ có 70k thôi. Lên mã giúp cho em là tô vít trợ lực này. Đó. Tô vít này, tô vít trợ lực nhá. Tô vít trợ lực. Mà lên như này thì dài quá, anh em lên cho em là tô vít đen đi. Đó, tô vít đen nhá. Đó. Tô vít đen, giá shop đang gửi tới anh em cái giá đó là bao nhiêu? 70k cho cái tô vít đen này anh em nhá. Lên mã giúp cho em là tô vít đen, giá của nó chỉ có 70k thôi. Con này trợ lực rất là tốt luôn anh em nhá. Đấy. Xoáy nhanh, đảo chiều và trợ lực cho anh em rất là tốt luôn nhá. Đó. Đấy, rất là khỏe luôn anh em nhá. Anh em thích nha. À, cho nước ra nước vào đều ok hết anh em nhá. Đấy, nó tiện dụng là như vậy. Đấy anh em nhá. Ok chưa? Rất là khỏe luôn. Đấy. Con này cái tính năng trợ lực của nó rất là tốt nhá. Anh em lên cho em là tô vít đen nhá. Tô vít đen. Cái shop đang gửi tới anh em cái giá đó là 70k. Đấy, 70k. Lên mã giúp cho em là tô vít đen nhá. Tô vít đen giá của nó sẽ là 70k anh em nhá. 70k cho con tô vít đen này. Đó. Hàng siêu tốt cho anh em luôn. Anh em lên cho em là tô vít đen giá sẽ là 70k. Tiếp theo em lên cho anh em đó là cái con cái bộ dao anh em nhá. Đấy, bên shop mới về cho anh em một cái bộ dao rất là đẹp luôn. Đây. Đấy. Thì anh em lên mã giúp cho em là bộ dao đen nhá. Đấy, cán nó đen mà. Lên mã giúp cho em là bộ dao đen. Đấy. Bộ này bao gồm cho anh em là ba dao một liếc và một ba dao một liếc và một một cái kéo anh em nhá. Lên cho em là bộ dao đen này. Đó, bộ dao đen. Đấy, bộ dao đen. Bộ này thì bên shop đang gửi tới anh em với cái bộ dao đen như này, giá chỉ có 130k thôi nhá. 130k. Đấy, 130k cho bộ dao đen này. Đấy, lên mã giúp cho em là bộ dao đen giá 130k. Sản phẩm thì khi anh em nhận được hàng thì nó sẽ là trong hộp như này anh em nhé. Sẽ là trong hộp như này. Sẽ bao gồm cho anh em là đây. Một con dao dạng con dao chặt này thì dạng vừa thôi nhá. Anh em chặt nhẹ nhàng là rất là ok. Đấy, thép của nó là thép trắng không gì anh em nhé. Cán của nó thì bằng nhựa anh em nhé. Tiếp theo là đến một con dao thái này. Một con dao thái này. Nhớ cho anh tờ giấy xem nào. Một con dao thái này anh em nhé. Con này thì của nó là dạng phi lê thái lọc được luôn anh em nhé. Đấy, thái lọc được luôn. Đấy, ok chưa anh em. Đó. Thái lòng luôn anh em nhé. Dao rất là bén anh em nhé. Để em test cho anh em xem nhé. Đấy. Dao cũng rất là bén luôn anh em nhé. Đó. Dao rất bén cho anh em luôn. Ok chưa? Đó. Đây. Đây anh em nhé. Đó. Đây anh em này. Đó. Dao cũng tương đối là bén nhé. Đấy. Ok chưa anh em. Đó. Dao tương đối là bén cho anh em luôn. Ok chưa anh em. Đấy. Đây nhé. Rất chắc chắn cho anh em luôn nhé. Cán bằng nhựa nhưng mà rất là chắc chắn nhé. Nó là nhựa đúc đặc anh em nhé. Đó. Đây, tiếp theo là đến một con dao chặt nữa này anh em này. Đấy. Nói chung là cái này thì anh em dùng để chặt thì nó sẽ hơi nhẹ, nhưng anh em dùng thái thì ok. Anh em dùng thái nhẹ nhàng là ok nhá. Con này thì chặt cũng được nhưng mà chặt ở cái mức độ vừa phải thôi. Ok cho anh em. Đấy. Một bộ của nó sẽ bao gồm cho anh em là ba con dao này, một cái liếc này. Đấy. Một liếc và một cái kéo anh em này. Đấy, một cái kéo. Con này thì nó cũng là kéo đa di năng cho anh em luôn nhá. Đấy, đa di năng cho anh em luôn. Đây. Anh em có thể dùng để cắt này, rất sắc bén luôn nhá. Cắt gà, cắt cá này, khui bia này. Đấy, con này có thể cắt cá được luôn. Cắt gà, cắt cá được luôn tại vì nó có cái phần ngoàm này nhá. Có phần ngoàm đây anh em này. Cắt gà, cắt cá này, đó. Anh em dùng để khui bia này và mở nắp chai cũng như là kẹp cua ghẹ đây nhá. Đó. Đây thì một bộ dao như này bác này, anh em này, một bộ dao như này này. Giá của nó chỉ có cho anh em là bao nhiêu? 130k thôi. Lên mã giúp cho em là bộ dao đen nhá. Nó sẽ cho bao gồm cho anh em là một con này. Đấy, một con này để thái này. Đấy, con này thì anh em cũng vừa thái vừa gọt này. Cán bằng nhựa nhưng mà rất chắc chắn, rất đẹp anh em nhé. Rất chắc chắn, rất đẹp và dao cũng tương đối là sắc nhé. Đấy, con này là con này anh em có thể dùng để chặt nhẹ nhàng cái này. Nó vào khoảng là 2 lạng nhé. Nó khoảng 2 lạng. Anh em cũng có thể dùng chặt nhẹ nhàng được, ok chưa? Đó, và tiếp theo là đến một cái liếc này và một con kéo này. Đấy, cả một bộ dao như này. Giá chỉ có 130.000 thôi. Giá 130.000 siêu rẻ cho anh em luôn nhé. Đấy, giá rất rẻ cho anh em luôn. Một bộ dao như này. Đấy, 130.000 anh em nhé, 130k. Lên mã giúp cho em là bộ dao đen nhé. Đấy, bộ dao đen. Giá từ 130.000 thôi, cán bằng nhựa anh em nhé, cán bằng nhựa nhé. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay, đó là bên shop tiếp tục về cho anh em một cái siêu phẩm
đó là cái con kìm vàng anh em nhé. Anh em lên mã giúp cho em là kìm vàng, con này thì hàng siêu chất rồi. Con này thì có một số anh em đã test cái sản phẩm này rồi anh em nhé. Đấy, hàng cực kỳ cao cấp cho anh em luôn. Đây, đấy, con kìm vàng anh em nhé. Hàng siêu chất cho anh em luôn này. Đấy, đây, USA anh em này. Đấy, hàng của Nhật xuất sang Mỹ đấy anh em. Hàng cực chất cho anh em luôn. Đây, đấy, con này nó sẽ là dòng đa di năng cho anh em nhé. Một con kìm anh em thấy này. Đây nhá, nguyên cái chất của nó thôi anh em đã thấy là khủng khiếp rồi. Ok cho anh em. Đây, đấy, con này thứ nhất tính năng của nó sẽ bao gồm cho anh em là xoắn dây này, thứ hai là bấm cốt này, thứ ba là anh em dùng để cắt dây này. Đấy, bấm cốt này, xoắn dây, cắt dây này, rồi vặn ốc này. Đấy, vặn ốc này và anh em dùng để tuốt dây nhá anh em nhá. Tính năng tuốt dây nữa nhá. Đấy, một con kìm hàng siêu chất cho anh em luôn. Giá bên shop đang gửi tới anh em giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, anh em lên mã giúp cho em là kìm vàng nhá, kìm vàng. Đây. Đấy, hàng của hãng Hàn Hoi anh em này, hàng của hãng này, đây. Đấy, hàng của hãng anh em nhá. Đây. Rất chất lượng cho anh em luôn. Đó. Con này thì bên shop đang một con kìm đa năng như này, bên shop đang gửi tới anh em cái giá đó là bao nhiêu? Đấy, một con anh em lên mã giúp cho là kìm vàng nhá. Giá của nó sẽ là 150.000 anh em nhá. Đó, 150k. Lên mã giúp cho em là kìm vàng này, hàng của hãng anh em nhá. Đó, kìm vàng đa di năng luôn. 150k cho cái mã kìm vàng này anh em nhá. 150k. 150k cho cái mã kìm vàng này. Con này anh em dùng thì chấm hết luôn, chấm hết luôn anh em nhá. Khỏi phải nghĩ luôn. Đó. Rất là ok cho anh em luôn. Đó, lên mã giúp cho em là kìm vàng. Giá của nó sẽ là 150.000 anh em nhé. Đó. 150k cho mã kìm vàng này. Chiều dài của nó thì con này tương đối là dài. Con này chắc phải vào cho anh em là thép thì thép CRV rồi. Con này chắc nó phải dài cho anh em đây, cước đo luôn. Đấy, dài bao nhiêu? Con này là dài 22 rưỡi gần 33, gần 23 cm anh em nhé. Ok chưa? Đó, rất ok cho anh em luôn. Đó. Tiếp theo trong ngày hôm nay thì một cái mã sản phẩm siêu đặc biệt cho anh em, đó là thước rút tự hãm anh em nhé. Thước rút tự hãm thì bên shop về cái lô này khá là nhiều mẫu cho anh em luôn, khá nhiều mẫu cho anh em luôn. Nó sẽ có cho anh em là dòng 5m này, 7m rưỡi và 10m nhé. Đó, 5m, 7m rưỡi và 10m. Đó, đây, đấy, ưu điểm của con này là rút ra nó tự hãm này, rút ra nó tự hãm cho anh em luôn. Và bên shop về đủ size, đủ kích thước cho anh em luôn. Đây, rút ra nó tự hãm này. Đấy, rút ra nó tự hãm này. Ok cho anh em. Đó, còn cho vào anh em thì gần nhất này nó vào này. Đấy, rút ra tự hãm này. Đấy, con này là 5m nhá. Đấy, con này 7m rưỡi này anh em này. Đấy, rút ra tự hãm này. Đấy, thước của Nhật anh em này. Đây, Japan anh em nhá. Đó, ok cho anh em đây. Thước của Nhật này, Japan anh em nhá. Đó, hàng của Nhật siêu chất lượng cho anh em luôn. Đấy. Đấy, rút ra tự hãm này. Rút ra tự hãm này. Ok cho anh em. Đó, rút ra này nó tự hãm thôi. Rất chất lượng cho anh em luôn nhá. Rút tự hãm này, rút tự hãm này. Đấy. Rất tuyệt vời cho anh em nhá. Rất tuyệt vời luôn. Đó. Đây, dòng này 10m anh em này. Đây 10m đây nha. Đó. Rút ra là tự hãm này, rút ra tự hãm này. Đấy, rất ok anh em nhé. Đó, rất ngon lành luôn. Thì bên shop sẽ bán cho anh em là cái con 5m này là đi 50k anh em nhé. 5m là 50k anh em nhé. 5m là 50k. Đó, ok cho anh em. Con 5m này là 50k này. Đấy, con 7m rưỡi này thì sẽ là 60k này. 60k này anh em nhé. Đó, giá rất hạt rẻ cho anh em luôn. 7m rưỡi, 60k này. Và cái con 10m này thì giá vẫn là 70k anh em nhé. 70k. Con 10m này thì bên shop bán lâu rồi. Đợt này thì về cho anh em cái dòng 5m và dòng 7m rưỡi nữa. Thì anh em muốn lấy loại nào thì lấy nhá. Anh em cứ lên cho em là thước rút tự hãm nhá. Đấy, thước rút tự hãm. Đó, lên cho em là thước rút tự hãm nhá. Đấy, thước rút này. Đó, lên cho em là thước rút tự hãm. Thước rút tự hãm. Sau đó thì anh em sẽ đọc số mét ra, thước rút tự hãm này. Đó, thước rút tự hãm. Đấy, anh em lên cho em là thước rút tự hãm nhá. 5m. 5m thì sẽ bằng 50k này. Đấy. 7,5m này. 7,5m là sẽ bằng là đi 60k và 10m sẽ bằng là 70k, tức là lệch nhau 10.000 thôi, lệch nhau 10.000 anh em nhé, lệch nhau 10.000. Ok chưa anh em? Đó, tiếp theo thì bên shop về cho anh em cái siêu phẩm tiếp theo, đó là cái chai xịt inox anh em nhé. Đó, xịt inox. Đấy, thì con này anh em dùng nó rất là tiện đấy, chân các cái bề mặt mà ví dụ sắt thép inox mà anh em cần phải làm bóng làm sạch anh em nhé, thì anh em xịt cái chai này cho em. Đó, cái này gọi là chai xịt inox anh em nhé. Xịt inox giá anh em lên theo là cái chai này là phủ inox anh em nhé, để nó tránh nhầm với cái vòi xịt inox. Đấy, vòi xịt anh em lên theo là phủ inox anh em nhé. Đây, đấy, tất cả các chất liệu các bề mặt luôn anh em, chỉ cần xịt bên này nhá, xịt cho em nhẹ như này. Đấy, nó sẽ phủ cho anh em này. Đấy, nó sẽ phủ cho anh em một lớp inox bóng như này. Ok cho anh em. Đây, đấy, ví dụ như là sắt thép anh em đang dùng mà nó bị rỉ sét này, hay là các cái chất liệu khác nhá. Đó, anh em lên cho em là sơn phủ inox nhá, sơn phủ inox.
Đấy. Đấy, lên cho em là sơn inox nhá, sơn inox đấy cho nó ngắn, tên nó ngắn cho nó dễ. Đây anh em, đấy chất liệu của nó này, đấy. Sơn inox anh em nhá. Đây, sơn phát là nó khô nó sáng bóng cho anh em luôn. Đây, anh em. Đó, anh em thấy không? Đây. Đấy, khô sáng bóng luôn. Anh em thấy không? Đó. Lên mã giúp cho em là sơn inox anh em nhá, sơn inox. Ok cho anh em. Đó. Giá bên shop đang gửi tới anh em một cái chai sơn inox như này, giá của nó sẽ là 80k anh em nhé. Đó. Chai này dung tích của nó sẽ là 350ml nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là sơn inox nhá, sơn inox. Đấy, giá của nó sẽ là 80k. Đấy, sơn inox anh em nhá. Sơn inox này, đấy, sơn inox. Giá của nó sẽ là 80k anh em nhá. 80k cho một chai sơn inox như này. Ok cho anh em. Đấy. Đây nhá. Anh em xịt lên là nó sẽ sáng bóng như này luôn này. Đấy. Đây, Thành Dũng nó gọi. Đấy. Sơn inox anh em nhá. Anh em lên mã giúp cho em là sơn inox nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là cái pin 16850 bên shop đang lại tiếp tục về anh em nhá. Đợt này thì hàng về là hàng hãng, hàng xịn cho anh em luôn. Pin hãng, pin xịn cho anh em luôn và giá cực kỳ là tốt cho anh em luôn nhá. Đó, giá cực tốt cho anh em luôn. Một cái viên pin như này nhá. Đấy, các bác lên cho em là pin pin 16850 nhá, pin 16850. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30k cho một viên này thôi. Đấy, giá chỉ có 30k một viên này thôi anh em nhá. Đó, giá chỉ có 30k thôi. Viên pin của hãng hẳn hoi luôn nhá. Đấy. Lên cho em là pin 18650 nhá. Giá của nó sẽ là 30k. Đấy, pin 16850. Giá là 30k anh em nhá. Lên cho em là pin 16850 nhá. Pin 16850. Giá của nó sẽ là 30k trên một viên anh em nhá. 30k trên một viên. Đấy, pin này của nó sẽ là dòng pin li-ông anh em nhá, pin li-ông, pin của hãng anh em nhá. Đó, pin li-ông này này. 3,7V nhá, pin của hãng. Cho nên là giá rất tốt và hàng rất tốt cho anh em luôn nhá. Hàng rất tốt cho anh em luôn. Pin li-ông này, chuẩn pin xịn cho anh em luôn nhá. Giá thì chỉ có cho anh em là bao nhiêu ạ? Giá có cho anh em bao nhiêu? Giá rất tốt cho anh em luôn nhá. Giá rất tốt cho anh em luôn, chỉ có 30k cho một hộp pin như này nhá. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho anh em cái sản phẩm đó là cái xịt mũi anh em nhá. Đây. Cái xịt cái xin cho anh em là đó là cái tỉa lông mũi anh em nhá. Đấy. Tỉa lông mũi. Đây. Một con tỉa lông mũi như này, hàng rất chất lượng cho anh em luôn. Đây. Đấy, đây anh em này. Anh em chỉ cần là đưa vào như này. Đấy, tỉa này. Đấy. Đấy. Anh em thấy không? Đây. Cắt một tí là nó ra đầy như này luôn anh em này. Đấy, nó ra đầy như này luôn. Rất ok cho anh em nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới anh em một cái tỉa lông mũi như này. Giá chỉ có cho anh em là đi 50k anh em nhá. Con này cơ chế hoạt động của nó là lưỡi trong cho nên anh em dùng thoải mái này. Anh em có thể là đặt này, nắm tay vào như này cắt cũng không bao giờ bị đứt nhá. Đấy, tại vì lưỡi của nó là lưỡi bên trong như này anh em này. Đấy, cơ chế lưỡi trong cho nên anh em dùng yên tâm luôn. Lưỡi trong. Đấy, giá thì hàng của Nhật anh em nhá. Giá chỉ có 50k thôi anh em ơi, 50k nhá. Lên cho em là tỉa lông mũi, giá là 50k anh em nhá. Giá tốt cho anh em luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dao hũ gia vị các bác nhé. Đấy, các bác lên cho em là hũ gia vị. Hũ gia vị thì hôm nay bên shop về cho anh em cái mẫu này là mẫu mới anh em ạ. Mẫu này mẫu mới nhá. Mẫu này mẫu mới rất là tiện dụng cho anh em sử dụng luôn. Đấy, có cái lọ hôm qua bóc ra đâu rồi. Cắt thành. Đấy, mẫu này là mẫu mới anh em nhá. Mẫu này mẫu mới này. Lên mã giúp cho em là hũ gia vị nhá. Hũ gia vị bên shop đang gửi tới anh em một cái hũ gia vị như này. Giá đây rồi. Hũ gia vị. Giá bên shop đang gửi tới anh em hũ gia vị này, đợt này hàng về giá cho anh em siêu tốt luôn nhá. Một cái hũ gia vị như này nhá. Đấy, giá chỉ có cho anh em là đi hũ gia vị 15k cho một hũ gia vị này thôi. Đấy, hôm nay đợt này hàng về cho anh em giá siêu tốt luôn. Lên mã cho em là hũ gia vị nhá, hũ gia vị này, đó. Hũ gia vị, giá của nó sẽ là 15k anh em nhá. 15k, đó. Con này thì hàng mới và cơ chế mới anh em nhá, cơ chế mới. Con trước thì anh em vẫn phải dùng thìa, nó rất là bất tiện và vẫn mất vệ sinh. Con này anh em chỉ cần bóp vào như này thôi, bóp vào như này này, đấy, bóp vào như này anh em nhá, bóp vào như này cho anh em rắc rắc này thôi, nó giống như rắc tiêu anh em nhá, đấy, bóp vào như này thôi. Cơ chế hoạt động của nó cực kỳ thông minh luôn, anh em cứ để ngửa này, anh em bóp này, anh em cha này, ok chưa? Hũ gia vị nhá, cực kỳ sạch sẽ và chắc chắn luôn. Giá bên shop đang gửi tới anh em một cái hũ gia vị như này, giá của nó chỉ có 15.000 thôi. Anh em mua cho em lấy 4-5 hũ. Muối, mắm, mì chính, bột canh, hạt nêm rồi nói chung đầy đủ cho anh em luôn. Lên cho em là hũ gia vị nhá. Hũ gia vị, đó. Hũ gia vị nhá. Đó, hũ gia vị. Giá bên shop đang gửi tới anh em đó là bao nhiêu ạ? 15k anh em nhá. 15k trong cái hũ gia vị như này. Ok chưa? Sản phẩm tiếp theo. Đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho anh em cái sản phẩm đó là cái
nắp cống anh em nhé. Đó, anh em lên mã giúp cho là nắp cống nhé. Đấy, con này thì nó sẽ chống cho anh em cái bị gọi là nó bị hôi đấy anh em nhé. Đấy, nắp cống nhà mình mà nó bị hôi thì anh em sử dụng cái này cho em nhé. Đó, nó sẽ đầy đủ cho anh em nhé. Đấy, bao gồm cho anh em nó sẽ là một cái nắp như này, anh em về anh em đặt trực tiếp vào cái nắp của cái hệ thống cống của cái chậu rửa này hoặc là cái thoát sàn anh em nhé. Thoát sàn đầy đủ cho anh em luôn. Đấy, bộ sản phẩm của nó sẽ có cho anh em là một cái đây đấy, một cái nắp này và một cái này nó là cái gọi là cái lẫy đấy anh em ạ. Cái lẫy đây, nước nó chảy xuống, nó sẽ chảy xuống đây, khi có nước thì cái này nó sẽ nổi lên, còn khi hết nước thì cái này nó lại chìm xuống anh em nhé, và nó sẽ giữ cho anh em là không bị hôi anh em nhé. Đây đấy, nó sẽ như này anh em này. Đấy, anh em dùng nó sẽ không bị hôi. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đấy, nó sẽ không, mùi nó sẽ không bị đẩy ngược lên anh em nhé, mùi sẽ không bị đẩy ngược lên. Anh em sử dụng trong trong gian bếp nhà mình này, hoặc là nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet này, những cái khu vực mà có hệ thống cống thoát nước anh em nhé, là anh em dùng con này rất là ok. Lên mã giúp cho em là nắp cống nhé, nắp cống. Giá bên shop đang gửi tới anh em cái giá đó là 20k nắp cống anh em nhé. Đó, nắp cống giá của nó sẽ là 20k anh em nhé, 20k thì con nắp cống này ok cho anh em, giá siêu tốt cho anh em luôn. Đó rồi, ok. Đây anh em nhé, cái nắp cống của nó đây anh em này. Đó, đây nha anh em, về anh em chỉ cần lắp xuống là xong thôi. Ok chưa anh em? Đó, nó rất là tiện nhá. Đấy, thấy chưa anh em? Đây nha, test sản phẩm cho anh em xem này. Đó, đấy nha. Đấy, ok chưa anh em? Đấy, đấy. Ok chưa anh em? Đó, rất là tiện anh em nhá. Anh em về anh em chỉ cần lắp vào là xong thôi. Đó, rất sạch sẽ luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là nắp cống anh em nhá. Giá của nó sẽ là 20k anh em nhá. Đấy, nắp cống giá của nó sẽ là 20k. Rồi ok, 42 trở về anh em nhá. Kabushi Japan anh em này. Đây, toàn bộ chữ nhật hết anh em này. Đó, rất ok cho anh em nhá. Tất cả thân của nó đều là bằng hợp kim hết anh em nhá. Thân của nó bằng hợp kim, sơn tĩnh điện anh em nhá. Bằng hợp kim và sơn tĩnh điện hết, cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho anh em luôn. Đó, các bác lên mã giúp cho em là kéo ống nước nhá, kéo ống nước. Đấy, lên cho em là kéo ống nước nhá. Đấy, kéo cắt ống nước. Giá bên shop đang gửi tới đấy, các bác lên cho em là kéo cắt ống nước. Con này thì cắt từ ống 42 trở về. Đấy, thì bên shop đang gửi tới anh em các bác cái giá đó là 110.000 anh em các bác nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là kéo 42 đi cho nó nhanh, nó dễ. Lên cho em là kéo 42 nhá. Lên cho em là kéo ống 42. Kéo ống này, đó. Kéo ống 42 nhá, kéo ống 42. Giá sẽ là bằng 110k anh em nhá, 110k cho con kéo ống 42 này anh em này. Đó, con này cắt từ ống 42 trở về anh em nhá, cắt từ ống 42 trở về. Đó đây, 42mm anh em này. Ok chưa anh em? Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho anh em cái con dìu cam anh em này. Con dìu cam đấy nhá, dìu cam hàng của thương hiệu Asahi nhá. Đấy, trọng lượng của nó là 600g anh em nhá. Đấy, con này của nó rất sắc bén luôn anh em này, rất sắc bén luôn nhá. Con này anh em dùng để chặt xương trâu, xương bò này. Đấy, hoặc là anh em dùng đi rừng, đi phượt rất là ok luôn. Cái bản lưỡi này của nó thì vào khoảng là 8-10 cm, cái chiều cao này của nó khoảng 12 cm. Đây, đấy, cán của nó thì nó sẽ dài cho anh em vào khoảng là đi gần 40 cm anh em nhé, gần 40 cm, rất chất lượng cho anh em luôn. Giá bên shop đang gửi tới anh em giá cực kỳ tốt luôn. Anh em mua hàng thì có thể liên hệ các số hotline của bên em nhé. Đó, lên mã giúp cho em là dìu cam nhé. Con này thì bên shop đang gửi tới anh em cái giá đó là 290k anh em nhé, 290k anh em nhé, 290k cho con dìu cam như này. Anh em lên cho em là dìu cam nhé. Đó, lên cho em là dìu cam này. Đó, dìu cam giá của nó sẽ là, lên mã giúp cho em là dìu cam nhé các bác nhé. Đó, dìu cam giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180k anh em nhé, 180k cho con dìu cam này. Đấy, ok cho anh em. Đấy, em là nhầm giá sang 280, này là 180k anh em nhé, 180k cho con dìu cam như này. Ok cho anh em, hàng siêu chất lượng cho anh em luôn. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho anh em cái sản phẩm đó là cái kìm tuốt dây điện anh em nhé, kìm tuốt dây điện. Con này bao nhiêu nhỉ Phương nhỉ? Kìm tuốt dây điện anh em nhé. Đó, kìm tuốt dây điện 50. Giá bên shop đang gửi tới anh em giá là 50k cho con kìm tuốt dây điện này nhá, rất là tiện cho anh em luôn. Con này thì cả cắt cả tuốt luôn. Anh em sẽ tuốt dây là từ 0.6 đến 2.6 cho anh em. Từ 0.6 đến 2.6 cho anh em nhá. Con này anh em dùng để tuốt dây thì cực kỳ là ok luôn. Để tuốt dây điện rất là ngon nhá. Giá thì chỉ có cho anh em là 50k anh em nhá. 50k cho con kìm tuốt dây này thôi. Giá siêu tốt cho anh em luôn. Lên cho anh em là kìm tuốt dây nhá, kìm tuốt dây. Đó, kìm tuốt dây
giá của nó sẽ là 50k anh em nhé. 50k với cái kìm tuốt dây này, 50k anh em. 90k cho con khóa số như này nhá. Lên mã giúp cho em là khóa số nhá. Đó, khóa số. Giá của nó sẽ là 90k anh em nhá. 90k cho con khóa số như này. Hàng rất chất lượng cho anh em luôn đây. Đấy anh em nhá. Đây, mở ra này. Anh em cài mật khẩu thì anh em nhớ cho em hai cái vạch trắng này là tâm điểm này. Hai cái vạch trắng này nhá, anh em chỉ cần xoay đi như này. Xoay đi như này cho em, anh em đẩy cho em về ví dụ như là 4 số 9 này cho em quay ngược lại như này là xong. Đó, như này đã là mật khẩu mới rồi. Bây giờ em chỉ cần đảo đi 998 như này là không mở được nữa rồi. Còn anh em cho về 4 số 9 thì lại mở như bình thường. Đó. Còn bây giờ em muốn cài lại mật khẩu mặc định của nhà máy là 4 số 0 thì em xoáy cái này đi, xoáy cái phần trắng này đi này. Đấy, sau đó thì em xoay về 4 số 0 này. Sau đó thì em lại đẩy cái này lại này. Đó, như này là đã là mật khẩu mặc định là 4 số 0 anh em nhé. Ok chưa anh em? Giá thì bên shop đang gửi tới anh em. Cái giá đó là 90k nhá. Anh em lên mã giúp cho em là khóa số nhá. Lên cho em là khóa số, bên shop đang gửi tới anh em giá là 90k cho con khóa số này. Đấy, giá của nó sẽ là 90k anh em nhé. 90k cho cái khóa số này cho anh em. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng cho anh em nhé. Hàng rất chất lượng cho anh em luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác, đó là cái dây kẹp bình anh em các bác nhé. Đấy, các bác lên cho em là dây kẹp bình nhé. Con này thì tiêu chuẩn của nó sẽ là 1000A anh em nhé. 1000A đó. 1000A cho con dây kẹp bình anh em này. Đấy, tiêu chuẩn của nó sẽ là 1000A cho anh em. Đó, 1000A anh em nhé. Ở đây thì nó sẽ có cho anh em là bao gồm là một cái dây như này anh em này. Một dây như này. Dây này của nó sẽ dài cho anh em là 3 mét nhé. Dây dài 3 mét. Và các cái đầu kết nối của nó đều là bằng đồng hết anh em này. Đấy, đầu kết nối bằng đồng. Dây của nó cũng 100% bằng đồng hết nhé. Đây, dây của nó cũng 100% bằng đồng hết này anh em nhé. Rất chất lượng cho anh em luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới anh em giá cực kỳ tốt luôn. Đấy, anh em lên cho em là dây câu bình nhé. Dây câu bình. Đó, dây câu bình. Dây cực kỳ là to luôn anh em nhé. Dây cực kỳ là to luôn. Đấy, sẽ có một dây đỏ, một dây đen. Để khi mà cho anh em dùng, anh em bình áp quy nó mà bị trục trặc, hoặc là bị anh em ở ngoài đường mà bình nó bị hết, thì anh em sử dụng cái này cho em nhé. Đấy, để anh em nhờ một cái ô tô khác, anh em câu vào để anh em nổ máy, anh em có thể đi về được. Ok chưa? Đó, nó gọi là dây câu bình anh em nhé. Con dây câu bình này thì bên shop đang gửi tới anh em cái giá đó là 230.000 và bao ship nhé. Lên đã giúp cho em là dây câu bình nhé. Dây câu bình này. Dây này, câu bình này. Đó. Dây câu bình, giá của nó sẽ là 230k. 230k và bao ship cho anh em. Ok cho anh em. Dây câu bình 230k và bao ship nhé. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho anh em, đó là ghép cành anh nhá. Anh em nhé, ghép cành. Dao ghép cành anh em nhé. Đấy, anh em lên mã cho em là dao ghép cành. Con dao ghép cành này thì bên shop đang gửi tới anh em cái giá đó là, cái dao ghép cành này bán bao nhiêu đấy Giang ơi? Bộ này của nó sẽ bao gồm cho anh em là 12 chi tiết anh em nhé. 12 chi tiết đây. 1, 2, 3 này, 4, 5, 6 này, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cái dao ghép cành này bán bao nhiêu? Đấy, bao gồm cho anh em là 12 đầu nhá. 12 đầu với lại hai cái thân dao này nữa, tổng là 14 đầu. Đấy, 14 chi tiết.